Ê thằng nhóc. Ê thằng nhóc. Ê. Anh gì ơi? Anh gì ơi? À em nghe nghe. Anh đang làm gì đấy ạ? À không, em đang đứng xem đồ đấy. Cho em hỏi là mọi người bây giờ đâu hết rồi anh? Em không rõ nữa, em vừa đi làm ở dưới xưởng về. Uầy, thế là anh cũng một mình giống tôi à? Chắc là mọi người tập trung bên bệnh viện hoặc luôn có ba này. Anh đừng có điêu, anh cũng cô đơn đúng không? Có đôi chút thôi. Hay là mình cùng đi chơi với nhau nhỉ anh nhỉ? Xong rồi đi tìm mọi người rồi đi chơi cho nó vui ấy. Nhưng mà em không có xe ấy. Ủa? Đây. Để tôi đợi tí nhá, để tôi lấy xe của tôi cho anh bạn đợi tôi tí. Thì bạn nhìn tôi bẩn bẩn này thôi chứ tôi là nói thật là tôi là chủ gara đỗ xe rồi phần bên kia kìa. Đấy, kéo xe hay là sửa xe các thứ tôi làm được hết. Chủ đỗ đơn. Xe gì? Ơ, đỗ xe hay là à? Sửa xe anh? Chỗ sửa xe. Gara sửa xe. Em thấy giám em vừa bảo chữ đỗ xe ấy. Em mới đỗ xe ở Lincoln. Hôm nay em đi gặp anh nhé. Đi. Ôi, chào anh Hope đây. Ôi, cái đầu. Ồ, em chào anh Hope. Ôi, trời ơi, em chào em. Ôi, trời ơi. Quá, nhớ hôm qua được từ ôm cách, ôm cách. Em nhớ anh quá, anh Hope ơi. Mọi người đâu hết rồi hả anh? Trời. Mọi người đi về nơi, đi hồi bữa là bên kia người ta nghiên cứu ra cái máy mà chạy về quá khứ em. À, ui, nghĩa là lại chạy về quá khứ nhờ, nghĩa là lại đổi thành phố về lại như cũ á. Ừ. Không phải trở về quá khứ là người ta về thời tiền sử ấy. À. Người ta đi bắt mấy cái con khủng long đồ hết trơn rồi. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Thế là mày. Tại đứa nào đi sai cho mày quả đầu này vậy? Ủa, vẫn là quả đầu cũ của em mà. Mày quả đầu cũ nhưng mà nó thiệt thật là nó không giống lắm. Nghĩa là cái mặt không giống thôi. Em đang đi phẫu thuật nè, em đi phẫu thuật. Thôi thôi, Mỹ nhớ cẩn thận nha, bên bệnh viện nó hay lừa đảo bệnh nhân để lấy tiền, lấy đồ quần áo bệnh nhân lắm. À thế ạ. Bữa nó còn lộn, bữa có bà nữ kia phải dừng vô lộn đồ người ta ra. Nếu mà thì cũng được anh ạ, không sao đâu. À, chấp nhận như đúng à? Dạ vâng. Sao con người em dễ chấp nhận như nhím? Ủa, nhưng mà nó sướng mà. Nó sướng? Kiểu bị buồn hay là bị cảm thấy xúc phạm đâu mà mình phải không chấp nhận điều đấy anh. Rồi, đổ xe giờ rẻ lắm nha, có gì quay ghé qua độ nha. Ok anh ơi. Uầy. Vắng đi, à đâu, có vắng đâu, hai chị gái, oh babe. Tốt rồi, tốt rồi, nào bán cho ly, cho 5 ly trà đá uống chơi. Ok nè. Anh chào Mỹ. Anh ở đây, em chào anh. Anh nè, hello, em tóc vàng nha. Em tên là gì đây? Em tóc vàng tên là gì đây? Anh hỏi em Mimi ạ, chứ không phải anh hỏi đâu đâu. Nha. À, em tưởng hỏi bạn không, bạn tóc vàng kia, Pippi anh ạ. Pippi á? À, nhập Pippi á? Pip. Mà anh hỏi thì thôi chứ, thực ra là... Em tưởng anh định kỹ. Không. Thực ra là anh muốn phẫu thuật mặt ấy. Em phẫu thuật cho anh được. Ok đó. Được anh. Ok nhá. Nói trước là chi phí là cũng cao đấy. Ủa? Ô thật mỗi cái mặt thôi mà. Bao nhiêu đấy? Bao nhiêu tiền đấy? Gì đây? Sao có thư điện tử đấy? Anh trả tiền nhà chưa? Đừng có để bị lừa nha. Dạ, vâng ok anh ơi. Em uy tín. Phải hỏi giá trước phải. Ê nhưng mà anh đã phẫu thẩm mỹ bao giờ chưa? Rồi đó, bị mất bao nhiêu tiền anh? Mất vừa mất tiền mà còn vừa mất đồ nữa. Nhưng mà mất bao nhiêu tiền ạ? 3.000 em. 3.000 à? Sửa cặp mắt 3.000. Mất đồ là mất đồ như nào anh? Mất hết đồ người em đó. Ui. Thế để em để đồ trong xe đã. Ra luôn đó. Thế em có đợi em chịu trách nhiệm nếu mà đồ anh bác sĩ người ta hướng dẫn em. Tại đợt trước là anh gặp bác sĩ Nam, bác sĩ em chịu trách nhiệm được đúng không? Được. Chắc không đây. Em phải anh nhiều đồ giá trị không? Đấy. Đưa đứng lại xem.
thấy có gì giá trị à? Mỗi em đi. Anh nhấn vào đây nhá, để đăng ký đi đây. Đây á? Đăng ký đi anh. Đăng ký được ạ? Đấy, em làm gì em làm đi. Anh nhớ đăng ký đã, đăng rồi, ký xong rồi. Rồi, mình nhớ chọn là không thay đổi giới tính nhá. Thế không phải là giới tính nam à? Không ạ, đừng nhấn vào đấy anh, xong anh biến mất đấy. Đây rồi, anh thấy rồi. Nhưng mà em đứng trước mặt anh ấy, cho anh... Đây. Ok, anh cảm ơn nhá. Như tôi để mặt ba thì phải. Ba mặt đẹp trai. Mà mũ tôi đẹp mà ngoài đời phải, như là phải cao mẹ 5 cm. 3.000 mà anh, mình cứ làm nào mình thích đi. Khi nào mình cao nhấn xác nhận phát là em tính tiền của anh 5 cm. Ô, ngay là bị thấp rồi. Thôi cứ để mẹ như này đi. Ơ vừa mình thấy cái gì. À cái lông mày à, đây. Mà anh định để tóc này thật à anh? Thế hay là mình đi cắt kiểu tóc mới đi. Ủa em không thấy à? Em thấy cái tóc này thì nổi bật thật, nhưng mà cái tóc này trời mùa đông em cảm giác nó sụt sùi của anh ạ. Nhưng mà bình thường em có ở bên cạnh anh đâu mà. Thì đấy, em là bác sĩ em tư vấn thôi. Mình để cái tóc nào mà cũng gọn gàng, nhưng ý là em cảm giác là để tóc này nó cứ kiểu lành lạnh của gì anh ạ. Ở da đầu hơi nhiều. Ê anh xong rồi thì anh làm gì? Nhấn xác nhận đấy. À xong rồi đấy. Xong rồi à? Ok. Uầy anh cảm ơn nhá. Đây gần đây. Đứng lại. Uầy trời ơi, em bảo em không thích anh mà sao em cứ theo đuổi anh thế? Chứ viện phí bạch trả mà. Đây mình ra bàn thanh toán đây, trả tiền hẳn hoi chứ. Trời ơi trả tiền đây. Đi luôn trong phòng đấy. À tôi hiểu bây giờ làm nào để được nhiều cô gái theo đuổi các bạn ạ. Bây giờ mình phải kiểu đi vay tiền đấy. Đấy hoặc là ví dụ mình mua hàng của mấy chị em rồi mình quỵt tiền các bạn ạ. Ngày nào người ta cũng phải kiểu tìm mình đấy, sẽ phải đến nhà mình đấy, xong là mình đi đâu thì người ta cũng theo mình đến tận nơi, đến tận chốn đấy để bắt buộc phải gặp mình đấy, hợp lý vãi à biểu. Mẹ à mẹ đi cùng em á. Thấy anh ạ. Không cho em đấy. Ủa có anh đâu nhở? Yo what's up man. Em nghe anh ơi. Đang đâu ấy? Em đang ở nhà của người yêu em. Nhà người yêu á? Được rồi. Bên ngoài lạnh quá cho anh sang chơi với. Anh biết đường tổ cảnh sát không? Anh có cái hotel ở đấy ấy. Em đang ở nhà người yêu em ở đấy. Ờ thế hả? Ừ thế mở cửa sẵn đi anh đến liền này. Ngay gần rồi. Thế anh qua đi, người yêu em đây, chuẩn bị về bây giờ. Ôi bảo lại đi chơi nhau cho vui, đang lạnh cả đông. À không, đang về nhà cơ. Em ngủ ở nhà yêu em mà xong rồi bị đuổi ra, mẹ nó nữa. Ok kìa. Thế là về, thế là đi rồi à? Anh qua đi không? Chứ cả em ngủ ở đấy. Anh đang ở đường cảnh sát rồi này. Xong rồi từ đường cảnh sát đi hướng nào? Anh đi về phía mấy cây đào của đường cảnh sát ấy, thì anh rẽ trái. À rẽ phải. Mấy cây đào? Xong rồi rẽ phải, à đây thấy cây đào này. Rẽ phải. Rẽ phải. Đây, em trước mặt này. Đâu? Đây, anh thấy em chưa? Em bên trái này. À đây thấy rồi, thấy rồi. Đây, anh đánh vào đây. Đâu rồi. Kìa, tưởng đang ở trong nhà, đi bãi bên ngoài à? Kia đậu xe bên này anh ơi. Trời ơi, em đang chờ người yêu em về, nó mở cửa. Đậu xe bên này coi anh ơi, không nó thu đây. Kìa, mẹ rắc rối thế nhở? Mà mày quên anh là ai rồi à? Để phải anh thích đậu xe đâu anh đậu chứ. Chào thì anh ạ. Vậy mày đã biết có thằng có ông công an ở bãi đỗ xe bãi 1 ấy. Anh đỗ ngoài đường ấy. Đấy, xong ông ấy kiểu phàn nàn khó chịu ấy.
Em giết ông ấy luôn rồi đấy. Đầu buổi. Ai bắn đấy nhở? Yeah, em về là. Anh đấy à? Như về muộn thế vào mở cửa nấu cơm đi, anh đến rồi. Em chào anh. À, hello em nhá, em là người yêu của Đỏ à? Vâng. À hôm nay ôi. Ok. Em sợ thật luôn ạ. À. Mọi người lên nhé, à lên nhà nè. Ui. Mà đâu thế nhở? Anh bấm rồi, anh bấm rồi. Ê cho anh vào với, cho anh chơi với, chơi cùng với. Kìa. Trời ơi. Giàu thế nhở? Phải mua được cả nhà luôn ạ. À, anh này là chủ. À đây đây. Đây rồi, đây rồi. Anh là vui thế. Em. Nhân đang lạnh được rủ qua nhà chơi. Nhưng mà nhà em chẳng có gì đâu, anh cứ ngồi đi. Không sao. Ba người là đủ vui rồi. Ok kìa, anh sẽ ba người vui. À, à không ba người ăn miếng cơm đúng mà rồi, em qua muốn cái gì ăn thôi, nói chuyện uống nước thôi. À vâng, thì nói chung là nhà em thì cũng thích đặt thịt bò, nói chung là thịt gì cũng có, anh thích ăn thịt gì ạ? Anh nhá. Vâng. Thịt thịt gì mà nó kiểu múp múp, nó ngon ngon sao nhở? Thịt kho tàu, là anh nghĩ thịt kho tàu em ơi. Vâng vâng, để em vô lấy ít thịt lợn, anh chờ em tí nhá. À anh ơi, anh mình có ăn hoa quả không? À thịt phao câu. Thịt phao câu man. Baby. Anh ơi, mình ăn thịt phao câu kìa. Thịt phao câu, tết. Làm ngay con gà đi. Ừ được 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 được. Thế anh có muốn ăn hoa quả không ạ? Bên này, à nhầm, ở nhà em thì có cả dâu các thứ, cái gì cũng có hết. Ôi thế à, thế thì tình cảm em bao nhiêu thì em cũng mang bấy nhiêu lên anh ăn. Anh ăn hết mà, anh ăn được hết mà. Vâng 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 vâng. Còn có gì anh không ăn hết thì anh đem về. À anh có phải đem về chị lái taxi hôm trước đúng không? Lái taxi nào nhở? Vì chị em ấy hôm trước chị em lái taxi thì book được khách rồi anh. Ờ chị à. Anh nhớ rồi, không điên. Nhớ rồi. Chị nào anh? Tên là Sạc ấy mà. Anh à. Em ơi trong nhà mình còn rượu không? Còn anh ơi. Rồi cho anh mấy chai ấy nhở? Anh ơi phong tục nhà em mà muốn ăn thì phải đứng. Không có được ngồi. Anh đứng lên đi, em đưa anh đồ ăn nào. Ủa? Em cứ bày ra bàn ấy, thằng tí bọn anh ăn. Đúng rồi. Không được, nhưng mà phong tục của nhà là đưa cho khách thôi, không đưa cho cửa nhà. Ê, thế từ nhá. Phong tục nhà anh là nhận đồ là phải ôm người ta một cái. Em đứng yên đi, ma. Ơ kìa, sao tôi đủ, anh đã đầy rồi, anh để cái gì mà đầy thế? Anh đâu? Để quà cho bọn em đúng không? Quà tân đây, sắc đây. Đúng không? Đúng rồi, đây đây, hôm trước anh vừa đi Ơ kìa, anh, vừa đi làm gì? Anh từ từ, anh phải lấy anh đồ ra đã cao. Chứ. Nhận đấy đi, đừng ngại. Đừng ngại. Em thuê nhà này đến bao giờ ấy, Hân? Thuê đến bao giờ chia tay anh thôi. Ôi giời. Thế anh ra chưa? Cân khác, thấy gì không? Anh ra chưa? Chưa, cả mấy hôm trước anh toàn ngủ ở đây làm gì có vậy. Thay ra. Thôi, thế... Uầy, thế sao em không ở với anh nhở? À, em mà ở với anh nhá là anh sẽ... thức dậy nhá. Ủa là anh sẽ thơm em một cái nhá. Sau anh sẽ nấu bữa sáng cho em mà anh sẽ gấp chăn thay ra. Các thứ cho em. Thôi em mà anh. À không, thì anh bảo... Nếu mà chưa quen Quang Anh thôi, còn bây giờ em là vợ của Quang Anh rồi thôi. Không, nói chung là... Bọn em hẹn hò đến... Không tiêm vaccine, tiêm anh thôi. Vẫn chưa có ai. Hết hôm nào cơ? Hết hôm nào? Noel. Ủa, thế hết Noel rồi mà. Nhưng mà bọn em đâu có biết ngày Noel là ngày nào đâu.
Ăn nhà em ít Bọn đồ em ăn vẫn quá, có nhà nhau hay mà. mình qua quán nào khác ăn thêm đi. Đi. Quán nào ăn ngon ngon một tí không nhỉ? Lâu lắm à, rồi quán thứ mình chưa bảy đi em. ăn ngoài đấy. Quán thứ Thôi 7 á? em mình Quán thứ 7 thôi có em thay đổi mình đồ gì đi. không ấy? Em cũng chả biết nữa. Nhưng mà quán thứ 7 bây giờ phải ăn ở đấy thôi, không được mang đi. Thì em ở nhà đi, bọn anh đi riêng. Thôi cho em đi cũng được Thế mà, thì vui kìa. anh ra đây ôm em cái rồi đi này. Anh em mình đi hát nữa. Ok, đây đây. Không, em mà. Ủa? À, Ôm cái thì này, phải hỏi, thì ôm phải cái bảo là này. anh nào chứ. Trời ơi. Anh. Ôm anh cái nào Đây. kìa anh. Cứ anh nào. Em Không mà, đọc em tên mà, sao của người ta biết được em. đấy, thế ôm nhau đi. Ôm cái nào Mẹ à, thế úp mặt vào tường tôi đéo nhìn có cả con ngày đâu các cá bạn ạ. nào Được. anh hạ đâu Cục quá liền. 100 thôi, 100 mà đội được hai màu. Nhưng mà không có tiền, suốt ngày tiền, không có tiền, đi Mà anh này tiền nhà anh còn chưa Mà con trả gái con qua được đứa số suốt tuổi thì ngày sao? Suốt cái mẹ tiền bỏ mẹ đi em ơi. Cho ở mình đi. Cho ở nhà mình mẹ đi em ơi. Ở cả nhà đây đi. thôi, mọi người đi nha. Ok em ơi, bye bye, bye bye em. Ấy mày thấy không? Chỉ có anh lúc nào là anh đối tốt mày thôi. Còn phụ nữ ấy. Đấy thì họ đến với mình bằng nhiều lý do lắm. Điển hình như vừa rồi. Đấy mày thấy không? Mày thấy anh có bao giờ xin tiền mày bao giờ không? Mà anh Nhưng còn cho mà tiền mày cơ. em cứng tay lắm. Đúng rồi, mình Với phải em vững đấy em vững không chắc đưa tiền lên. đâu. Em bảo là tại em cũng không có tiền. Cảm ơn cool nha, cảm ơn bạn nhiều. Với con Range Rover của ông nào đậu anh để mà bành trướng ấy nhở, anh em vào hỏi thăm tí không nhở? à, cọ sát tí. Có cả xe cảnh sát. Nhớ là chạm vai nhá, đừng có chạm bìu nhá. Chạm vai đầy đầy ấy, huých huých ấy. Từ anh em bảo này, sao lại em lại nhìn nó trở lên mờ áo này nhở? Từ em phải đi ra ngoài với Là sao? Là trong em nhìn nó trong suốt đấy. À. Được chưa, được chưa? Chắc là hơi 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 thiếu nắng đấy. Không ra ngoài đường nhiều đấy, phải hít thở không khí đây em ơi. Để Hít em thở thở tí, đây. để em thở một tí ạ. Cô Anh hút bé. thuốc không em chồng, anh hút thuốc không chồng. Đây 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 đây. Thank you nha. Ui, lúc này em mới có thể nhìn thấy được mọi thứ rõ ràng anh này. Ôi, cho hai bát hủ tiếu, một con vịt. Cho thêm Vũ cả hai nữ nhi đào nữa anh ơi. Quán tự phục vụ bạn ơi. Ô, quán không có tại quán tự phục vụ nhờ. Quán em đang có nhân viên á, tự phục vụ bạn ơi. Ủa thế là sao? Đồ ăn để ở trong ngăn hâm á, nên tới chọn lấy đi, à quẹt cái thẻ đi. Mua bên Nhật ấy, mua đồ không người bán ấy. 4.0 rồi, tiếp thật đấy. Được cửa hàng tự động luôn ạ. Hủ tiếu và xanh đéo thấy bát hủ tiếu nó đâu nhỉ? Một bát mì vậy thôi cho nhanh. Một bát cá anh vậy thôi cho uống nhanh. Riêng bình rượu Một đĩa thôi, nồi gà. em không đủ tiền mua bình rượu, em mua được mỗi một bát hủ tiếu rồi à. Bây giờ mày mua hai bát hủ tiếu đi, anh mua hai bình rượu cho được chưa? Hai bình rượu đắt hơn. Ok anh em. Để xa đây. À, ba bạn. Nữa. Ba bạn anh có tiền cho em vay với xong à xong em chuyển khoản cho, tại vì hôm nay bọn em đi vội quá em quên không mang tiền mặt anh ạ. Bạn có trong tiền tài khoản không? À, mình có ạ. Mình có thì bạn cứ thanh toán đi, bây giờ người ta thanh toán một visa cho nó. Mua cái là chừng. Ừ, quẹt thẻ mà. Ờ, quẹt thẻ mà. Ủa? Sao lại quẹt thẻ? Tôi tại không thanh có, toán. Tôi thanh toán trên bàn mà. Vâng, có quẹt thẻ đâu nhở? Quẹt thẻ anh ơi, anh nhầm đấy. Bây giờ người ta cứ quẹt thẻ đấy, quẹt thẻ được mà. Mua bán hàng tự động ai đâu người đưa tiền bạc. Quẹt thẻ đâu nhở? Vì bấm vô thôi anh ơi. Quẹt chưa? Mua thôi anh ơi. Quẹt tôi, quẹt tôi. Có được đâu, quẹt ở đâu? À, cái thẻ nó cà vào đúng không? Quẹt chừng hết cái món đó đó, anh quẹt chưa hết món có à.
tạo thẻ đúng không? Bạn làm thẻ anh chưa? Ơi, xong người tôi có từ từ một thẻ Mici Master, một thẻ Mici Visa đây, một thẻ màu đen, một thẻ màu xanh đây. Đây đây, anh quẹt cái nắp tôi nè, anh quẹt cái nắp tôi nè. Quẹt trong tài khoản có tiền không? Tiền sao quẹt cũng được. Trời ơi, có tiền mà. Hay là có tủ lệnh, tủ lệnh hay là có quy trình gì không anh? Bạn quẹt thử cái món khác cứ mua xong rồi quẹt thẻ xong thôi. Mua quẹt thử cái món khác. Các anh lừa bọn tôi đúng không? Các anh kiếm bọn tôi mới đến lừa bọn tôi đúng không? Trời ơi, anh mà mới đến à, có thấy cảnh sát nào lừa dân không? Bây giờ các anh làm mẫu mua tôi 2 bình rượu đi để tôi xem nào. Bọn tôi chuyển tiền cho dễ. Rồi bằng đấy, đúng rồi, xong lần sau bọn tôi biết bọn tôi tự mua. Cảnh sát chuyển tiền cho lạ không có mua rượu được. Mua giúp bọn tôi tí có mất cái gì đâu mà anh. Mà thấy anh em vừa làm không mua rượu được vậy không cảm. Ok, nhưng mà là anh mua cho tôi chứ có phải là anh mua xong rồi anh uống đâu. Không mua cho, mua cho cũng không được. Nó sao lại mua cho cũng được, vô lý khó, thế. Khó. Dính rượu trên tay là có mùi liền là gì, sếp chửi liền á. Ôi dồi ôi. Chỉ cần cầm bình rượu thôi là có mùi liền á. Anh em vừa làm không có mua được vậy không cảm. Với anh này kiểu khó khăn thế nhờ. Ê, bây giờ dễ lắm này. Cái gì mà hèn thế nhờ. Hàng cái gì anh? Giúp dân thì một chả thấy giúp các anh con trai cả toàn giúp gái mà. Đúng rồi, thấy gái mà. Lòng rồi, bây giờ anh chỉ cần bước vô đó, anh mở cái cửa tủ kho hay chứa đồ ăn trong đó. Bây giờ thấy gái toàn kiểu thuê nhà một đêm cho họ luôn. Đấy, đây người ta nhờ mua hai bình rượu thôi cũng không mua cho. Thật. Anh ơi, cái trong cái quán này người ta hết rượu rồi mà anh mua ra cái gì ta bán. Không sai mày, anh có bia bàn lý uống tạm rồi. Đi. Uống tạm rồi. Mấy ông cảnh sát này khó tính quá. Mình ngồi bàn riêng góc nào xong rồi bàn vụ giết người đi em ơi. Tìm góc này riêng riêng. Giết gì vậy bạn? Nghe giết gì vậy nha? À không. Anh ngồi chung vui chứ trời. Ngồi chung cho vui. Ok. Chung quán có mấy người. Kìa, rượu thì không mua, đòi ngồi chung. Trời ơi, canh. Kiểu gì đây? Thì canh uống đi, tụi tôi đâu uống. Từ đầu đã không thiện cảm rồi, đòi ngồi chung mà. Quen biết gì mà ngồi chung. Uống bia trước xong rồi ăn anh nhỉ? Điệt mà ăn trước rồi uống chứ. Làm miếng nghe. Ăn. À hay là uống xong ăn nhỉ? Em ăn rồi. Ui, ăn lâu quá. Ăn kiểu đéo để dưới giấy kìa. Chết rồi, sao phải hút bát rồi dãi ăn rồi, cho chim ăn rồi. Ui, sao lâu thế? Cái này là cho chim ăn rồi anh ơi, không phải em mình ăn. Trôi đi. Bia giờ cũng uống lâu, nhấp môi tí cồn. Ai ra biếng thế nhở? Mấy chưa mấy ông quyền sát không nhở? Về chứ vẫn chưa về, chồng nó kìa anh kìa. Ôi giời, mấy ông về không dám uống bia rượu này, ôi giời ơi. Ngứa hết cả mắt. 3 ông đàn ông ngồi với nhau. Ba. Không có một bóng hồng nào. Ba ông này đóng ba thằng ngốc này. Ba thằng ngốc ấy, em biết cái phim này không anh? Em biết. Ba thằng ngốc thì phải. Ba chàng lính ngự lâm anh này. Xịn hết rồi. Phim rồi, lông phim rồi. Không, ba thằng ốc anh ơi, không phải ba lính ngự lâm. Lâm anh ơi. Chắc kỳ có cầm theo cái máy đo nồng độ cồn không nhỉ? Đo đi, bọn tôi lái xe. Đo đi, bọn tôi đi bộ mà. Sao bọn tôi tỉnh, bọn tôi mới lái cơ. Cái đo cầm theo mà đi đâu, ok. Để nhà. Anh đo đi, anh bắt tôi vì tôi uống bia à? Uống bia xong say à? Đau đầu quá nghe tỉnh kia bác gì tỉnh đi taxi hay lâu tiền mấy tiếng hồ chứ vậy. Có gì đâu, bạn biết sao. Ừ, thì mình có nói gì đâu. Ủa, nhưng mà sao mà nhiều người biết thế nhở? Có chuyện gì đấy đúng không? Không biết. Ừ, cái gì đâu. Phố này có bao nhiêu người đâu. Nhưng mà phố này có bao nhiêu người đâu. Cho tôi sao mọi người lại biết nhiều như thế được? Tôi đã bảo anh ngồi thành phố này có bao nhiêu người đâu. 14 Quảng Ninh chào anh em nhá. 19 Sài Gòn chào anh em nhá. Chào anh em nhá.
Đầu chọc không có tóc nên khó không có lắc được nên không có chờ anh em nha. Này tóc dài mới làm được. Thôi đi thôi Quang ơi, chúng ta không nên làm phiền anh cảnh sát nữa. Đấy, chuẩn bị ra đâu là đồ cọp kìa. 14 Quảng Ninh chào anh em nhá. Anh cảnh sát không ngồi nữa, đi đâu đây? Ngồi ra thử coi, nghe anh nói mấy anh đi bộ về. Hai người bạn của anh vẫn ngồi trong kia mà. Không thì ra đứng dậy đi về trước này, không gió nè. Gió chắc con ra đâu rồi, của họ đúng không? Ôi không quá này, ui đấy, mày tôi phát hiện ra nhá. Bình tĩnh chưa nha. Tỉnh rồi, mặt đó đi. Ôi trời. Rồi, thoải mái. Đi đứng nha, cẩn thận nha. À dạ vâng. Em cảm ơn anh nhá. Bye bye anh nhá. Đừng chết mẹ ông tát này. Ôi, thằng nhóc. Ê, gọi đi. Ê, nhóc ơi. Nhóc cảnh sát này. Nhóc cảnh sát ạ. Sợ anh em mình rồi. Đi. Quay về từ tiền sử rồi đi để xem mạng bộ lạc xây dựng bờ. Nó chạy ra kìa anh ấy. Đâu. Và ba thằng luôn. Đâu. Nói đi. Ôi cái gì đây? Chuyện gì nhờ anh ơi? Chuyện gì đây? Gì đâu? Yeah. Nãy có mấy thằng chửi mấy anh ấy, mấy vậy. Công bắt ra đi, trời ơi. Nào, thế nào? Mấy thằng đi xe bảo mấy thằng nhóc quay ạ. Bảo mấy anh là mấy thằng nhóc ấy. Nhóc ăn đúng không? Mấy nhóc mà kệ đi. Mấy thằng nhóc chơi kệ mấy thằng nhóc đi. Cúp cái pha xuống, đánh cho nhòe nét đấy. Nhòe nét. Chị gái nào đây? Ừ, chị gái nào kìa. Nốt. Ôi, xe giống anh này. Ừ, ôi, xe đôi nè. Trời ơi. Vậy, người này có vẻ hợp anh đấy. Gu kiểu gu thẩm mỹ giống nhau này. Đấy, xe đẹp, à xe giống nhau này. Ê, bật ôm Paradise đi. Ok, anh ơi, chờ em. Để có dáng đi ấy nhở. Nào anh dừng là phải tắt nhạc nhá. Đi nhà, mà sao lại có ông này ở đây nhờ. Ai cả đang nhím chứ. Đúng người rồi đó. Đừng nói gì cả. Rồi để què đứng. Đi vòng vòng cái tóc nâu thôi, được rồi. What? Nhưng mà em là ai đây? Đời hư ảo đưa em vào cơn mê. Cảm ơn Huni nhá, cảm ơn em. Anh nhân Naseo baby. Anh đoán đi em là ai? Em là ai á? Ơ, bỗng à? Ơ, sáng thấy hay vậy. Bóng không xì lô. Có những đêm chúng mình dành cho nhau mà đương nhiên là anh nhớ chứ. Thật bị có người chấn thương này. Những hôm mình đào đá với nhau thì... à? Chết em, anh là chấn thương chứ. Anh chấn thương. Xong rồi anh đứng trên cái xe van, xong rồi anh hát cho em nghe đấy. Em nhớ chưa? Anh hát cho chúng ta nghe. Chào chị U nha. Không phải hát cho em chào anh. Chúc anh đi cùng em, cho nên là nghe ké thôi. Anh hát cho em mà. Cái kêu gu nó có gì nào ấy nhỉ? Nghe đâu đó là hát cho anh nghe kêu gu có như nào á. Không phải. Người của em thế nào là anh hát cho chúc em anh thuê xe. Nghe kêu gu gu như cho nào anh Quốc. Ở gần đấy sẽ đang nghe ké thôi. Ta là anh hát cho em. Thôi anh nói cứ chết em đấy à. Ủa nhưng mà bây giờ chúc anh đổi. Chúc anh á. Chào buổi rồi. Tối mọi người. Và chú đô. À chào chú. Ở đắp nhiều on. Blue Denita. Mày chào chú đô được rồi.
con chào chú Don O W O Blue Denison O A W. À sắp nó đọc sắp qua năm mới có mừng tuổi không hả chú? Năm mới mừng tuổi chưa, qua năm mới mà. Qua chưa, qua năm mới mà. À thế là gọi cái gì anh đang chơi với anh gọi ít thôi nhá. Tí về gọi. Chào hai đứa nè. Năm mới lịch sử là bạn nhau rồi nè. Được bạn thời lâu lắm rồi. Có kiểu lịch sử đi nhớ không kéo nhau. Có đi bạn. Còn mẹ còn cho chú lịch sử còn. Chợt nhận ra. Bây giờ tôi là người đến tuổi lịch sử có mẹ rồi. Không, sắp rồi. Thôi còn nói trước thôi. Nói trước thôi à, còn mấy ngày nữa. Nhưng mà bến lớn đầu cả, lớn đầu rồi rồi không mừng tuổi chú đi chứ. Em thích vô mà kiểu biết mình ấy, mà ra sao hỏi đi tô. Còn nhỏ mà. Còn nhỏ hả? Mà còn nhỏ em chưa 18 hả? Em chưa 18 hả? Ôi ôi ôi. Về về qua anh đây đứng hết rồi đó. Tôi em ngủ nhà anh nhá, người yêu em dỗi rồi. Ôi trời ơi. Thôi được rồi, tối mình ngủ nhà anh đi, xong rồi để tối anh qua dỗ người yêu mày. Dỗ người yêu mày. Okay. Nghe là biết rồi, nghe là hiểu luôn. Mày điên, bây giờ không dỗ làm sao mà người ta hết dỗi được đúng không? Thì mày cứ qua nhà anh ngủ một hôm đi. Em không cần. Mày qua nhà anh ngủ một hôm đi, xong rồi anh qua anh dỗ cho. Một hôm được rồi. Không, em không cần, em qua ngủ với anh. Nghe hiểu luôn vấn đề đó. Có chắc không đấy, có chắc người ta hết dỗi không đấy. Anh chỉ lo, anh chỉ lo cho mày thôi chứ anh. Đó, mai là hết dỗi, không thì em mai em bỏ luôn. Nhưng mà anh bảo rồi, qua anh dỗi, à nhà anh dỗ, xong rồi anh ngủ thôi, chả làm gì đâu. Anh không. Ừ, anh gần rơm nó cháy. Anh chỉ ôm chứ anh sẽ không có làm gì. Anh Đi ơi. Anh Đi ơi. Hai anh Đi ơi. Sao thế bạn? Chúc tôi hỏi là bây giờ hai anh đang quản lý gara ấy. Đúng rồi. Thế sếp nào giao cho anh ấy nhở? Sếp nào? Đầu tiên là tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là giám đốc của xưởng sửa xe gara refund anh nhá. Kỳ ta. Linh Trần, CEO Linh Trần. Không, tại vì đợt này tôi... Giám đốc đúng không? Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Đợt này tôi đang đợi tí để tôi vào tôi xem cái máy tính có con lưu hồ sơ có giám đốc không. Anh đưa bây giờ nhá, anh đưa xe vào đấy, tôi sửa xe trước mặt anh một cách thật là chuyên nghiệp cho anh xem luôn. Anh thấy chưa nhở? À nhưng mà chắc là không thấy đâu, tại vì tôi làm giám đốc là tôi lại để một người kéo mà. Ok, cái gì ạ? Thế là ai lại nghịch linh tinh cái bảng đấy rồi. Ủa, mày trong máy tính ghi tự kéo mà có giám đốc đâu. Ra là tôi là giám đốc anh. Nhưng mà tôi để một người lên làm vị trí cao hơn, như kiểu là một con cờ của tôi ấy, để tôi đỡ bị nộp thuế cao đấy. Chắc chắn không? Sao thấy là thợ kéo nha. Tôi vừa kéo được. Sao thì có thợ kéo nào sửa xe được đúng không? Anh mang xe vào trong buồng đi, tôi sửa cho anh xem. Ok, thế tiền sửa xe ai tính? Cái gì cơ? Cái tiền sửa xe ai tính? Tôi tính luôn. Chúng mà tôi biết làm hết mà. Tính cho anh đúng không? À không, anh phải trả để ok, sao không? Để tôi chứng minh năng lực của mình chứ. Nhưng mà chứng minh hư à, đấy thế thì được. Đây đã biết. Đây, ui, vẫn sửa được luôn ạ. Tỉnh thực sự. Anh sửa được không ấy anh? Sửa được mà. Ủa? Anh Tài ơi, tôi sửa được rồi anh Tài ơi. Cảm ơn anh Tài nhá. Đâu, sửa con này nào. Ok, đi nhanh thế. Tôi sửa xong con này rồi. Ok. Thế biết toán được chưa? Qua biết toán được chưa? Không, tôi nói chung là tôi sửa được. Tôi sửa được. À, được rồi, anh mang con đấy vào đi, tôi sửa cho. Chắc chưa? Vào đi. Nhưng mà không phải mãi nha. Ok nha. Xe cầm mới đẹp quá anh ơi. Ừ. Rồi đó, nhìn rồi đó. Được chưa? Anh thấy chưa? Anh muốn tôi sửa phần nào nhỉ?
anh đục cho tôi mấy cái lỗ ở bánh xe đây. Lỗ bánh xe đúng không? Đúng rồi, bánh này đi chơi quá. Ủa? Ê, sao tôi hỏi sao tôi không bấm E được nhỉ? Ok hả? Ủa? Cấn dậy. Sao? Là sao ta? Sao ta? Gì ta? Gì nhỉ? Hình như là anh chưa vào điểm đúng không? Đúng mà. Anh nhanh lên, không còn thời gian nữa rồi. Đấy, đây mới vào điểm này. Ừ, vào rồi mà, đúng không? Sao vậy, tôi không lấy được nhỉ? Chi vậy? Được mà. Không được. Thôi nhưng mà không sao, tôi đã được miễn phí một lần tự sửa xe cho tôi rồi. Còn anh nhá. Thôi đợi tí để tôi ghi vào máy tính cái. Anh ơi, cố lên anh nhá. Có gì khi nào rảnh thì tôi lại qua gara tôi giúp đỡ anh nhá. Còn trong khoảng thời gian hiện tại thì thay mặt mấy anh em trong gara cũ thì cảm ơn anh nhá. Cần anh à. Không được, một người vì nhiều người anh phải đi. Một điểm. À đây. Một người vì nhiều người anh phải đi. Giúp bộ lạc. Nghe bảo là quanh với à, em đang dỗi nhau hay đúng không? Đi sao mà em nhà kìa ông trời ơi. Quang anh bảo hôm nay đòi qua nhà anh ngủ này. Chị lấy trung cấp em 300 nguyên liệu được vì em sợ sau em đất để cướp nó reset đấy. Sao cũng đứt kép. Thì có gì em đưa chìa khóa dự phòng cho anh nhá. Thì là bị lát chưa? Ok nhá. Bị lát làm sao đấy? À, chị lấy giùm em đỡ đứt đường này. Đói đói. Đó. Ủa anh Lâm à? Chị có cái con le, chị có cứu cho người không? Lấy giùm em, giữ giùm em, tao bắt đầu sợ. À, ông Thân La đâu nhở? Tôi vừa mới thấy ở đây xong. Chị cứ cầm mấy cầm được nhiêu cầm, chị cầm được nhiêu cầm, sao nó biết không làm. Thân La đâu nhở? Đúng rồi, chị có lấy phần người chị đi. Ê, ê, vừa thấy cái ông Chí Phèo ở đây đâu rồi nhở em ơi? Bay mất rồi. Hình như là Sam phải không? Dạ không. Sam hay là đậu. Chị đậu. Cứ cửa lại. Ui, hello đậu em... nhá. Dạ. Lâu lắm rồi có gặp em ấy. Anh chào, anh chào. Nhanh chị ơi, nhanh chị ơi. Ở đây, anh còn thấy, hồi nãy anh còn thấy qua anh làm này nữa cơ này. Còn lấy nữa hả? Dạ. Nhanh chị ơi, đấy, hết giờ rồi, động đất rồi, động đất rồi. Nó trời ơi nó không nói chuyện luôn kìa, kiểu này là nó thiếu nhạc đó, nó thiếu nhạc đó cậu đỏ, sau này hai đứa đi nhá, một nhạc lên. Ôi ôi ôi, anh cảm giác anh sắp bị chát hồn hay sao ấy. Quang ơi. Chốc nhạc. Anh ơi, bay về thời tiền sử nào. Sao đó, sao đó. Bay về thời tiền sử ấy. Bay về thời tiền sử nào anh ơi. Du hành thời không, du hành thời không. Bye bye mọi người, bye bye.